Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Trong đầu tư cổ phiếu thì có hai nguồn lợi nhuận chính. Một là đến từ cổ tức bằng tiền, thứ hai là đến từ việc tăng giá vốn đầu tư. Thì cả hai vấn đề này đều hết sức quan trọng. Và để hiểu đúng, hiểu rõ về những vấn đề này không hề đơn giản. Chính vì thế, hôm nay tôi sẽ đại diện cho AZFIN Việt Nam chia sẻ với quý vị và các bạn một chủ đề rất đáng quan tâm. Đó là đầu tư cổ phiếu cổ tức bằng tiền mặt liệu có quan trọng hay không? Thì nội dung chính của chúng tôi hôm nay gồm có 3 phần như sau. Phần thứ nhất, cổ tức tiền mặt và những lưu ý về nó. Phần thứ hai là cổ tức bằng tiền mặt có quan trọng không? Phần thứ ba là trả cổ tức tiền mặt thì quan trọng. Vậy không trả cổ tức bằng tiền mặt thì có vấn đề gì hay không? Hay nói khác là doanh nghiệp có xấu hay không? Thì sau đây thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng phần. Đầu tiên là chúng ta hiểu về các hình thức phân phối lợi nhuận đã. Thì có 3 hình thức phân phối lợi nhuận chính ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như ở trên thế giới. Đầu tiên đó là trả cổ tức bằng tiền mặt. Thì tức là doanh nghiệp trả tiền trực tiếp cho những cổ đông sở hữu cổ phiếu của mình. Thứ hai đó là mua lại cổ phiếu quỹ. Tức là doanh nghiệp phân phối lợi nhuận thông qua việc bỏ tiền ra để mua lại cổ phiếu ở trên thị trường của công ty, làm giảm số lượng cổ phiếu đó nhằm mục đích tăng giá trị của những cổ đông còn lại. Vậy và cái cách phân phối lợi nhuận thứ ba ở Việt Nam rất phổ biến, đó là cổ tức bằng cổ phiếu. Tức là họ chuyển từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sang cái thành vốn góp ở trong vốn chủ sở hữu. Thì với hình thức thứ ba này thì tiền không đi ra khỏi doanh nghiệp mà chẳng qua chỉ chuyển từ cái nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sang vốn góp mà thôi. Tiếp theo thì cổ tức bằng tiền mặt là gì? Thì đây là một hình thức phân phối lợi nhuận cho cổ đông bằng cách trả tiền trực tiếp đến với mỗi cổ đông. Ví dụ năm 2019, RE trả 16% cổ tức bằng tiền, tương ứng với mỗi cổ phiếu mà cổ đông sở hữu sẽ nhận được 1.600 đồng tiền mặt cổ tức này. Tiếp theo, những lưu ý khi nhận cổ tức ở Việt Nam tính tới thời điểm năm 2020 này. Đầu tiên, đó là khi nhận cổ tức bằng tiền thì quý vị và các bạn sẽ bị chịu 5% thuế thu nhập từ cổ tức. Giả định quý vị sở hữu 1.000 cổ phiếu RE thì quý vị nhận được 1.600.000 đồng cổ tức. Đồng thời quý vị cũng phải đóng 5%, tức là đóng 5% nhân với 1.600.000 đồng đó, tức là mất 80.000 đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy, cổ tức thực nhận của quý vị và các bạn là bằng 0,95% của cái cổ tức mà chúng ta nhận thôi, tức là 1.520.000. Thứ hai, đó là khi quý vị nhận cổ tức thì ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ điều chỉnh cái giá tham chiếu của quý vị vào cái ngày chốt nhận quyền đó. Ví dụ cổ phiếu RE vào ngày đó, trước ngày chốt quyền ấy, thì là giao dịch giá 32.000 đồng. Thì đến ngày chốt quyền quý vị nhận cổ tức thì nó chỉ còn 30.400 đồng mà thôi. Đấy là cái giá tham chiếu. Còn cái việc giá thực tế ngày đó giao dịch như thế nào thì do cung cầu của thị trường quyết định. Như vậy có thể thấy rằng ngày nhận cổ tức thì nó sẽ cấu cái phần tiền ấy vào cái phần giá cổ phiếu. Thứ ba, đó là tỷ lệ cổ tức gì sẽ khác với tỷ suất cổ tức. Quý vị hãy lưu ý điều này. Có rất nhiều người bạn của tôi khi chuẩn bị tham gia thị trường chứng khoán, họ bảo rằng họ được xem rất nhiều người nói, người này người kia nói là đầu tư cổ phiếu Vinamilk nhận cổ tức 40%, 50% một năm. Vậy là 2 năm sau họ hoàn vốn đầu tư. Nhưng điều đó là hoàn toàn không đúng. Hay nói cách khác là rất sai đi. Đó chỉ là tỷ lệ cổ tức thôi. Thì cái 40% cổ tức hay 50% cổ tức của Vinamilk là tính trên mệnh giá. Đó là 10.000 đồng.
Tức là chúng ta hiểu là 40% là 4.000 đồng, 50% là 5.000 đồng. Còn cái chúng ta thực sự quan tâm nó là tỷ suất cổ tức. Giả định cổ phiếu Vinamilk đang giao dịch với giá 100. Nếu mà người ta trả 40%, tức là trả 4.000 đồng ấy, thì thực tế tỷ suất cổ tức của quý vị và các bạn chỉ được có 4% thôi. Nếu trừ đi thuế là 5% của cái 4% đó, thì chúng ta còn bao nhiêu ạ? Còn 3,98% tỷ suất cổ tức mà thôi. Và cái cuối cùng của nhà đầu tư quan tâm ấy, đó chính là tỷ suất cổ tức, chứ không phải là tỷ lệ cổ tức. Tỷ lệ cổ tức chỉ là dựa trên cái mệnh giá, tức là người ta phải xác định có một mốc nào đó để đưa ra cái tỷ lệ phần trăm một cách chuẩn xác. Thì cái mệnh giá thì luôn luôn không đổi là 10.000, trong khi giá thị trường thì biến đổi hàng ngày. Chính vì thế cho nên người ta mới có cái tỷ lệ cổ tức và tỷ suất cổ tức khác nhau đến như vậy. Và thứ tư, nguồn để trả cổ tức đó là phải đến từ việc doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tức là ở trong vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp phải có phần đó. Hay nói cách khác là doanh nghiệp phải làm ăn hiệu quả, tạo ra lợi nhuận thì mới có quyền chia cổ tức. Còn nếu không có lợi nhuận thì họ không được phép chia cổ tức. Đó là những cái lưu ý đối với việc nhận cổ tức bằng tiền ở Việt Nam tính đến thời điểm cuối năm 2020 này. Tiếp theo, vậy thì tầm quan trọng của cổ tức bằng tiền như thế nào? Hay nói cách khác là cổ tức bằng tiền có quan trọng không? Chúng tôi cho rằng nó khá quan trọng, dựa trên các cơ sở như sau. Một, đây là một trong hai nguồn lợi nhuận khi đầu tư vào cổ phiếu. Thì bên cạnh cái lợi vốn, đó là cổ tức bằng tiền, đúng không? Thứ hai, nó minh chứng cho cái thành quả khi đầu tư vào doanh nghiệp sau một thời gian. Đây chính là thành quả chúng ta thu được khi đầu tư vào doanh nghiệp, đúng không? Thứ ba, nó chứng tỏ rằng doanh nghiệp có làm ăn hiệu quả và có tiền thật trả chúng ta. Thì đấy là cái sự quan trọng của cổ tức bằng tiền mặt. Tiếp theo, vậy rất nhiều người đặt ra câu hỏi, vậy không trả cổ tức bằng tiền mặt liệu nó có tốt không hay là lúc nào nó cũng xấu? Bởi vì rất nhiều người đã phàn nàn với tôi cổ phiếu A, cổ phiếu B bao nhiêu năm nay không thèm trả cổ tức, nó rất là tệ hại, nó rất là xấu xa. Thì có đúng là như vậy không? Thì sau đây chúng ta sẽ đi vào từng trường hợp một. Trường hợp một, nó không tốt hoặc nó rất xấu khi nó giữ lại lợi nhuận sau thuế không phải nhằm mục đích đầu tư mở rộng tăng trưởng cái lĩnh vực cốt lõi của nó. Thì khi đó cái tiền đó về cơ bản là được sử dụng không hiệu quả. Thứ hai là nó giữ lại cái lợi nhuận để đầu tư ngoài ngành. Thì có rất nhiều các cái trường hợp đầu tư ngoài ngành và cuối cùng đã thua lỗ hết. Như vậy thay vì việc trả cho cổ đông cho chắc chắn, thì họ lại đem đi họ làm những cái thứ rất là hiu vượn, từ đó không mang lại cái hiệu quả gì cả. Hoặc thứ ba là một trường hợp rất điển hình của rất nhiều các cái doanh nghiệp có yếu tố nhà nước. Đó là họ giữ lại lợi nhuận rất nhiều để họ gửi ngân hàng. Vì sao họ lại gửi ngân hàng với cái lãi suất rất thấp? Chúng ta có muốn họ giữ lại tiền của chúng ta để làm điều đó không? Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà họ vẫn cứ làm điều đó, bởi vì họ có quyền, họ đại diện cho vốn nhà nước lớn. Và họ làm thế thì họ được gì? Quý vị hãy thử tưởng tượng, quý vị đại diện cho công ty đi gửi vài ngàn tỷ đi ở ngân hàng, liệu họ có trả phí sau cho quý vị không? Đúng không ạ? Thậm chí có những lúc cái phí đó nó lên đến vài phần trăm, là một chuyện hết sức bình thường. Thì thực tế cho thấy cả một ekip ở tập đoàn dầu khí 2017, 18, 19 đã phải dính tù tội vì cái này. Họ đã gửi tiền ở ngân hàng đại dương và ăn chênh với số tiền lên đến vài trăm tỷ đồng. Rất khủng khiếp. Thì điều đó mang lại thiệt hại rất lớn cho cổ đông, là những nhà đầu tư nhỏ như chúng ta, những người gần như không quyết định được gì trong cái cuộc chơi này, đúng không ạ? Và thứ tư, không tốt khi họ giữ lại tiền của chúng ta để đầu tư với cái mức sinh lời rất thấp. Tôi lấy ví dụ đây là nhỏ hơn 1,5 lần so với lãi gửi ngân hàng. Bởi vì sao lại có con một số 1,5 này? Ví dụ quý vị gửi ngân hàng được 6% thì thường ngân hàng cho doanh nghiệp vay lại là gấp 1,5 lần, nó khoảng độ 9%, đúng không ạ? Nếu mà doanh nghiệp mà làm còn thấp hơn cái số đó
thì tức là đáp ơn cái chi phí vốn. Vậy vậy thì họ hãy trả cổ tức cho cá nhân đi thì sẽ tốt hơn, còn họ giữ lại thì không làm lợi ích của cổ đông, giá trị của cổ đông của chúng ta được tăng lên. Và trường hợp thứ hai, không trả cổ tức bằng tiền mặt vẫn rất tốt, thậm chí tốt hơn cả trả cổ tức bằng tiền mặt cơ. Khi nào lại như vậy? Một, có thể là không trả cổ tức tiền mặt nhưng họ mua cổ phiếu quỹ với giá rẻ, giá thích hợp những lúc cần thiết. Từ đó có thể làm tăng cái giá trị cổ đông hiện hữu. Ví dụ có những cái trường hợp giá trị sổ sách của nó rất nhiều tiền, nó lên đến 30-40 ngàn đồng một cổ phiếu. Thế là người ta thấy giá của cổ phiếu đang 20 ngàn chẳng hạn, thì người ta có thể mua giá 20 ngàn làm cổ phiếu quỹ. Khi đó những cổ đông còn lại thì sẽ được tăng cái giá trị sổ sách lên rất lớn, EPS cũng được tăng. Cái số tiền bỏ ra mua cổ phiếu ấy, sinh lời không bằng cái EPS mỗi cổ phiếu tăng lên. Nhiều loại vậy rất tốt. Và cái trường hợp này thì được sử dụng rất nhiều bởi các cái công ty lớn nổi tiếng trên thế giới như Apple chẳng hạn. Họ liên tục mua lại cổ phiếu quỹ khi giá hợp lý. Đúng không? Thứ hai là giữ lại lợi nhuận đó để mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm mục đích tăng trưởng trong tương lai. Ví dụ Hòa Phát, họ có giữ lại lợi nhuận để họ mở rộng Dung Quất, đúng không? Họ làm tăng trưởng của Hòa Phát rất mạnh trong 2020 và 2021, thậm chí trong tương lai có thể tiếp tục giữ lại và tăng trưởng mạnh nữa. Thì điều này thì càng tốt cho chúng ta. Bởi vì một trong những rủi ro lớn của chúng ta ấy, đó là rủi ro tái đầu tư hay là có cái lợi suất kép ấy. Ví dụ doanh nghiệp họ lại không tái đầu tư, thế là có phải họ trả chúng ta dòng vốn, chúng ta rất đau đầu phải tìm cách để tái đầu tư cái dòng ấy không? Thì trường hợp này chính doanh nghiệp họ giữ lại, họ tái đầu tư mở rộng, tạo ra cái lợi kép rất tốt, đúng không ạ? Trường hợp thứ ba đó là giữ lại lợi nhuận để đầu tư nâng cao cái năng lực cạnh tranh, vị thế và ứng dụng công nghệ vào để có thể củng cố ngày càng vững chắc hơn. Tôi lấy ví dụ cũng ở trường hợp Hòa Phát đi. Nếu mà để Hòa Phát như những năm trước ấy, thị phần họ tuy dẫn đầu với thép rồi nhưng nó chưa phải là chắc chắn. Với cái thị phần khoảng hơn 20% chẳng hạn, mà quy mô ngành thép tiếp tục tăng, nếu Hòa Phát ngủ quên trên chiến thắng thì sẽ có đối thủ nhảy vào và chiếm thị phần của họ. Khi đó Hòa Phát sẽ không được đánh giá cao. Nhưng không, ông ấy đã giữ lại tiền để ông tái đầu tư, ông nâng cái thị phần của mình lên hơn 30%, thậm chí có thể lên 35-40%. Từ đó không một đối thủ lớn nào dám nhảy vào cái ngành này để có thể cạnh tranh cùng Hòa Phát được, bởi vì công ty này đã chiếm lĩnh cái thị trường này. Thì tức là cái lợi thế nó tăng, cái năng lực cạnh tranh nó tăng, vị thế nó lớn hơn. Từ đó định giá cổ phiếu Hòa Phát cũng cao hơn rất nhiều. Và dĩ nhiên cổ đông là những người được hưởng lợi lớn nhất. Hay một số các cái ngân hàng, ví dụ như là ngân hàng Techcombank hay TP Bank, họ giữ lại lợi nhuận để họ tiếp tục tăng cái quy mô vốn của mình lên để đáp ứng các cái tiêu chuẩn cao nhất về ngân hàng. Ngoài ra họ còn ứng dụng vào công nghệ rất mạnh mẽ, do họ có cái tiềm lực tiền giữ lại lớn như vậy, từ đó giúp cho họ phát triển trong tương lai mạnh hơn, hiệu quả hơn. Và thứ tư đó là họ giữ lại, họ tái đầu tư vào các cái mảng kinh doanh hay là những cái gì đó mang lại hiệu quả cao. Thì như tôi đưa ở đây là tối thiểu cao hơn 1,5 lần rồi. Thì khi đó chúng ta tránh được cái rủi ro liên quan đến tái đầu tư cái nguồn tiền mà nhận được từ doanh nghiệp, bằng cách là doanh nghiệp tự đầu tư cho chúng ta, để làm cho số nhân nó lại ngày càng mạnh mẽ, cái lợi tức kép nó được phát huy tác dụng một cách tối đa. Đó, chúng tôi ví dụ ở đây một trường hợp, đó là Berkshire Hathaway của ngài Warren Buffett chưa bao giờ trả cổ tức tiền mặt trong suốt 70 năm qua, 70 năm qua, đúng không? 50 năm qua chưa bao giờ trả cổ tức tiền mặt. Nhưng mà giá cổ phiếu thì tăng giá khủng khiếp. Đó là một trong cổ phiếu tăng trưởng giá khủng khiếp nhất thế giới từ xưa này. Giá mỗi cổ phiếu của Berkshire Hathaway vào tháng 12 này khoảng 350.000 đô la một cổ phiếu. Ông ấy chưa bao giờ trả cổ tức tiền mặt. Những nhà đầu tư lâu dài thích nhất những công ty như thế này, bởi vì nó giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư với cái suất sinh lời rất tốt.
người ta không phải đau đầu vào việc cái dòng cổ tức về phải mang đi đầu tư ở đâu để có cái hiệu quả cả. Đúng không? Đó, thì đấy là một cái trường hợp điển hình về việc chưa bao giờ trả cổ tức tiền mặt nhưng vẫn rất tốt. Đúng không? Và kết luận ở đây chúng tôi đưa ra là gì? Thứ nhất, đó là cổ tức bằng tiền thì khá quan trọng. Nó minh chứng công ty có tiền thật và cổ đông có thành quả trong một quá trình đầu tư. Nhưng quan trọng nhất không phải là cổ tức bằng tiền hay không, mà là giá trị cổ đông có tăng trưởng mạnh mẽ hay không. Đấy mới là câu hỏi cần trả lời. Đấy sẽ là câu trả lời quan trọng nhất đối với một nhà đầu tư cổ phiếu. Và nếu không trả cổ tức ấy, mà giữ lại đồng vốn sinh lời cao mà được trên 2 lần gửi ngân hàng thì là quá tuyệt vời. Và khuyến khích cái việc giữ lại này. Ví dụ nhiều người có hỏi tôi nè, tại sao Techcombank nó không trả cổ tức bằng tiền mà lại đánh giá cao nó? Bởi rất đơn giản, định giá PB của Techcombank thường trên 1, ví dụ là 1,3 lần chẳng hạn. Tức là thay vì nhận 2.000 tiền mặt ở đút túi thì bạn để 2.000 tiền mặt ở đấy, họ trả bạn 2.600. Đúng không ạ? PB bằng 1,3 lần mà. Thì có tốt hơn là bạn rút túi tiền vào túi mình không? Đúng không ạ? Và tôi cho rằng chỉ khi Techcombank hay là các cái công ty kia họ không còn cái đất để tăng trưởng nữa, tức là họ giữ lại vốn mà mang lại cái hiệu quả không cao ấy, thì lúc ý họ nên trả cổ tức, thì lúc ý cái giá trị cổ đông của chúng ta nó mới được tối đa. Còn nếu họ vẫn giữ lại và tăng trưởng rất tốt với ROE hiện nay của Techcombank khoảng độ 19-20% thì là quá là tuyệt vời cho cái việc đầu tư của chúng ta chứ còn gì nữa. Tại sao chúng ta phải cần cầm tiền mặt về làm gì? Đúng không ạ? Đó là cái mà những cái mà chúng ta cần phải quan tâm và cần phải lưu ý như ở trên. Và cuối cùng thì AZFIN Việt Nam sẽ khai giảng khóa đọc vị cổ phiếu cuối cùng của năm 2020 trong thời gian này. Đó là ngày khai giảng là 21 tháng 12 năm 2020. Lịch học là tối thứ hai và tối thứ tư hàng tuần. Thời lượng học là 9 buổi. Và học ở trên Zoom. Và quý vị và các bạn được học trải nghiệm 2 buổi đầu free với cái giá trị rất là lớn ở 2 buổi đó. Sau đó quý vị và các bạn có mong muốn được học tiếp hoặc quý vị và các bạn thấy nó rất hữu ích cho mình thì quý vị mới phải đóng phí để tiếp tục học đến hết khóa học này. Và link đăng ký ở dưới phần mô tả của clip này. Thì chúc quý vị và các bạn thu lượm được nhiều kiến thức hữu ích và ứng dụng thành công trong đầu tư của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.